Sáng ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 5 người liên quan đến sai phạm trong việc thu hồi đất và bố trí tái định cư tại thị xã Cửa Lò. Các bị can bao gồm Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Phan Công Đối, Phó Chánh văn phòng thị ủy Cửa Lò, Nguyên trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Cửa Lò, Nguyễn Chí Nguyện, trưởng phòng Tư pháp, Nguyên trưởng phòng Tài chính thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cửa Lò và Hoàng Khắc Trường, ngụ phường Hiên Hu, thị xã Cửa Lò. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã xử lý 53 hồ sơ thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn, liên quan đến hơn 17.300 mét đất thu hồi và hơn 22.200 mét đất tái định cư. Trong quá trình này, nhiều vi phạm đã được phát hiện, bao gồm thu hồi đất không đúng quy định, bồi thường sai trình tự, bố trí đất tái định cư sai đối tượng và vượt hạn mức, cũng như xác định giá đất tái định cư thấp hơn quy định. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.